Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Cresolty, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Breaking news vào sáng ngày hôm nay, vị Bộ trưởng Nội vụ của tiểu bang Georgia, ông này tên là Brad Raffensperger, mở một cuộc họp báo công bố về tiến trình kiểm phiếu của Georgia. Và đây là cuộc họp báo của ông. Trong cuộc họp báo mới vừa diễn ra chỉ cách đây khoảng nửa giờ đồng hồ, ông Bộ trưởng Raffensperger tuyên bố vì cái cách biệt giữa Tổng thống Trump với Tổng thống đắc cử Joe Biden chỉ là 13.000 phiếu mà thôi, 13.111 phiếu, khoảng 13.000. Trong số cả bao nhiêu triệu phiếu bầu của tiểu bang Georgia, đó là lý do ông nói rằng vì cái khoảng cách nó quá nhỏ đi, cho nên bắt buộc tiểu bang phải đếm phiếu lại. Và ông tuyên bố từng lá phiếu sẽ được đếm lại hết. Ông nói việc kiểm phiếu lại như thế này sẽ tốn kém nhiều triệu Mỹ Kim cho tiểu bang trong cái thời điểm mà vấn đề ngân sách đang được eo hẹp. Thế nhưng ông nói rằng để bảo đảm cái sự trung thực của kết quả bầu cử, cho nên tiểu bang Georgia bắt buộc phải đếm lại. Cho nên riêng với tiểu bang Georgia thì bên phía Tổng thống Trump không có tranh chấp, bởi vì khi mà kết quả đưa ra từ vài ngàn phiếu và ngày hôm nay cho thấy khoảng cách càng ngày càng rộng hơn, 13.000 phiếu đó, thì cái trách nhiệm của tiểu bang vẫn phải đếm phiếu lại. Trong cuộc họp báo này, chúng tôi nghe phần trình bày của ông Raffensperger đó, thì có một điểm đáng chú ý, ông không gọi ông Biden là Tổng thống đắc cử. Và chúng ta cũng hiểu được vì lý do tiểu bang Georgia đa phần là theo đảng Cộng Hòa. Chỉ có mỗi năm nay là cử tri gốc Phi Châu tập trung ở tại các thành phố mà đông người gốc Phi Châu cư ngụ, Atlanta vân vân, và các quận đó, họ đi bỏ phiếu quá đông. Cho nên cái phần thắng nghiêng về ông Biden. Vì cái kết quả kiểm phiếu của Georgia chưa được công bố chính thức, cho nên ông Bộ trưởng Nội vụ không gọi ông Biden là Tổng thống đắc cử. Sáng nay trong cuộc họp báo này, ông gọi ông Biden mới đầu là Thượng nghị sĩ Biden. Sau ông thấy kỳ quá, ông mới đổi lại là Phó Tổng thống Biden. Vâng. Những cái chức vụ đó thường là vẫn giữ lại sau khi người đó rời khỏi tòa Bạch Ốc. Chẳng hạn như là họ vẫn gọi là Tổng thống Obama hoặc là cựu Tổng thống Obama vân vân. Cho nên cái ngôn từ mà rõ ràng hiện nay, và cái ngôn từ này cũng phản ảnh đối với các thành viên đảng Cộng Hòa trong Thượng viện và Hạ viện. Ngày hôm qua khi các vị Thượng viện nhóm họp thảo luận và kể cả Hạ viện nữa, phóng viên báo chí đặt câu hỏi là những vị Thượng nghị sĩ này có gọi ông Biden để chúc mừng không, hoặc là có công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử hay không, thì đa số các vị Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đều tuyên bố họ chưa thể gọi ông Biden lúc này được. Bởi vì khi mà hỏi tới đó, họ nói rằng cái kết quả bầu cử vẫn chưa được hoàn toàn chứng nhận. Ngay cả Mitch McConnell, trưởng khối đa số của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, trong phần trình bày của ông ngày hôm qua cũng tuyên bố là cho đến giờ phút này, bên phía Đảng Cộng Hòa chúng ta vẫn chờ thông qua các thủ tục cần thiết. Đảng Cộng Hòa cho biết họ chờ cho đến khi nào các vị elector, bởi vì cái tiến trình bầu cử này, thưa quý khán thính giả, đặc biệt khác hoàn toàn với các quốc gia khác. Người cử tri đi bầu không phải là bầu trực tiếp tổng thống, chúng ta bầu gián tiếp thôi.
chúng ta chỉ bầu trực tiếp cho cái college electoral, có nghĩa là cái cử tri đoàn. Chúng ta bầu trực tiếp cử tri đoàn này, và cử tri đoàn của đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa sẽ nhóm họp lại và bỏ cho Tổng thống. Đó là lý do họ sẽ phải nhóm họp lại sắp tới đây tháng 12, họ sẽ nhóm họp lại và chính thức bỏ phiếu bầu. Thì đảng Cộng Hòa nói rằng các thủ tục đó cần thiết phải được đưa ra, mặc dù năm 2016 không cần phải qua các thủ tục đó. Tổng thống Trump ngay lập tức là tuyên bố là tổng thống đắc cử, và bên phía ông Obama đã bàn giao mời tổng thống Trump vào tòa Bạch Ốc rất là lịch lãm để bàn giao mọi cái diễn biến rất là suôn sẻ, không có gì tranh chấp cả. Bà Clinton tuyên bố thua cuộc ngay và bà nói rằng chúng ta hãy đứng đằng sau tổng thống Trump vì đó là tổng thống của chúng ta, và làm việc để hỗ trợ cho tổng thống có những cái nỗ lực để giúp nước Mỹ thăng tiến trở lại. Thì đó là cái tiến trình chúng ta thấy rất là bình thường, ngoại trừ năm 2000 là có xảy ra bên phía ông Al Gore mà kiện để được đếm phiếu lại ở tiểu bang Florida. Và từ 2000 cho đến giờ phút này, hầu hết tất cả các cứ 4 năm một lần cái tiến trình, nếu mà ông Obama ở lại vân vân, thì cái chuyện đó không có cần phải chuyển biến cái việc mà chuyển quyền ở trong tòa Bạch Ốc. Nhưng mà sang tới năm 2016 thì có. Cho đến giờ phút này, rõ ràng câu hỏi đặt ra là tại sao các vị đại diện cho đảng Cộng Hòa không dám nhìn nhận ông Biden là tổng thống đắc cử. Ngấm ngầm ở phía dưới, chó ngửi người cho biết đó, bởi vì cử tri đảng Cộng Hòa của họ tại các tiểu bang đỏ đó, thưa quý vị, các tiểu bang Cộng Hòa đó, đã nhắn gửi những cái tin nhắn là phải chờ cho đến khi nào cái kết quả chung cuộc có. Đối với họ bây giờ kết quả chung cuộc chưa có, bởi vì vấn đề kiện tụng, vấn đề kiểm phiếu nó còn đang diễn ra. Mặc dù ai cũng biết chắc là ông Biden là tổng thống đắc cử, bởi vì ông có tới 6 tiểu bang mà bên phía ông Trump là tranh chấp, trong số này là lên tới 5 tiểu bang rồi. Georgia thì kiểm phiếu lại ngày hôm nay, và đó là lý do họ nói họ bị áp lực từ constituent, là những cử tri địa phương. Họ áp lực là ngay bây giờ không công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử. Thì đó là cái diễn biến cho đến giờ phút này, và quý vị sẽ còn nghe thấy cho đến khi nào mà những cử tri đoàn này nhóm họp và chính thức. Đến lúc đó là qua cái tiến trình kiểm phiếu xong xuôi hết rồi, và mọi người cũng hy vọng là tòa án không đến nỗi là sẽ phải lên đến tòa tối cao pháp viện. Hy vọng là như thế, bởi vì rồi đưa lên đó, tòa tối cao pháp viện cũng sẽ không nhúng tay vào để mà tranh chấp về vấn đề chính trị. Thưa quý vị, tòa tối cao pháp viện không có giải quyết vấn đề này, ngoại trừ năm 2000 đó họ phải ra quyết định, và chính cái quyết định của năm 2000 cũng thế đó. Họ nói rằng họ không giải quyết cái chuyện đó. Tòa tối cao pháp viện không đứng ra để tranh chấp phiếu bầu. Nếu mà không có những cái chuyện mà nó quá lớn để mà gây ảnh hưởng, họ nói rằng đây là cái tiến trình và tòa tối cao pháp viện né để mà can thiệp vào vấn đề chính trị tranh chấp giữa hai bên. Đó là lý do tại sao tòa tối cao pháp viện không có ra phán quyết, mà vì không ra phán quyết cho nên bên phía tổng thống Bush đã giành cái phần thắng ở Florida, mặc dầu ở bên dưới tòa dưới cho phép, nhưng mà bên hai bên kiện cáo. Có một điểm đáng chú ý đó, thưa quý vị, là năm 2000 là bên phía ông Clinton chưa chuyển giao quyền lực cho bên phía ông Bush. Họ nói rõ như thế. Cho nên cái chuyện này bắt đầu được lặp lại, và có thể bên phía Tổng thống Trump nhìn thấy cái khe hở đó. Họ nói nếu mà trở lại với quá khứ thì năm 2000 không có cái chuyện chuyển tiếp êm thấm, cho đến khi mà cái phán quyết của tòa tối cao pháp viện được đưa ra, đến lúc đó bên phía chính phủ của ông Clinton mới chuyển giao quyền lực sang cho ông Bush. Nó kéo dài và nó sẽ trở thành một cái vấn đề lịch sử. Ngày hôm nay chúng ta thấy 20 năm sau bây giờ bị lặp lại. Dạ vâng, thưa quý vị, một phần trong cái việc mà phía tại sao chính phủ của Tổng thống Trump hiện nay không chuyển giao quyền lực cho tân chính phủ mới đó là bởi vì có một cái sự giúp sức không nhỏ của một cái cơ quan gọi là General Services Administration, gọi tắt là GSA, thưa quý vị. Là bởi vì nếu như mà tân chính phủ không được sự công nhận và
chuyển giao quyền lực hợp pháp từ phía cơ quan GSA này thì phía ông Biden không làm gì được cả, mà rõ ràng cái người đứng đầu là, như quý vị thấy, bà Emily Murphy đó, người đứng đầu cơ quan GSA hiện nay vẫn tiếp tục từ chối công nhận ông Biden là tổng thống đắc cử. Thì cái vấn đề ở đây đó là GSA được thành lập từ năm 1949 thưa quý vị, hiện nay họ có 12.000 nhân viên và mỗi một năm cái ngân sách cho riêng cái cơ quan này là 21 tỷ. Thì tân chính phủ khi mà muốn bắt tay vào làm việc đó, trước hết cần phải được GSA đưa ra một cái văn bản chính thức công nhận là bên đã chiến thắng cuộc bầu cử năm nay. Và khi mà được GSA công nhận thì bắt đầu cơ quan này mới giúp và cung cấp cách thức liên lạc của tất cả các cơ quan liên bang khác cho đội ngũ của tân chính phủ, bao gồm như là chẳng hạn như Bộ Y tế và Nhân sinh, FBI, Bộ Nội an, vân vân. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cái mức quan trọng, cái tầm quan trọng của cái cơ quan GSA này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.